chào mừng anh em quay trở lại bản tin sức khỏe anh em nghe rõ một thứ trên cây mướp là thuốc quý cho gan mắt và da nhưng ít người biết chúng ta thường ăn quả ngọn đôi khi là hoa mướp nhưng ít ai biết rằng lá mướp cũng có thể thành thuốc quý nếu dùng đúng cách trong y học cổ truyền mướp là cây thuốc quý bởi tất cả các bộ phận của nó đều mang lại những lợi ích sức khỏe làm đẹp đáng kể trong đó lá mướp có rất nhiều tác dụng cách dùng cũng vô cùng đơn giản nhưng đa số mọi người lại toàn vứt bỏ từ lá mướp tươi tới phơi khô đều tốt cho sức khỏe làm đẹp sau đây là những công dụng nổi bật của lá mướp mà bạn nên tận dụng thứ nhất tốt cho gan lá mướp già sau khi phơi khô dùng hãm trà hoặc đun nước uống đều rất tốt cho lá gan bởi vì nó có tác dụng thanh nhiệt thải độc mạnh mẽ Ngoài ra, một số thành phần trong các bộ phận của cây mướp nói chung và lá mướp nói riêng còn có thể đẩy nhanh trao đổi chất, giảm tích tụ mỡ thừa và kháng viêm, từ đó hạn chế mỡ gan, nóng gan và viêm gan. Thứ hai, chữa bệnh ngoài da. Không ít người thường gặp rắc rối với các bệnh về da, trong đó bệnh viêm da thần kinh lại càng khốn khổ hơn. Trong trường hợp này, nếu dùng lá mướp để chữa thì bệnh viêm da thần kinh có thể được cải thiện theo các chuyên gia y học cổ truyền hướng dẫn, hãy nghiền lá mướp tươi thành từng miếng nhỏ rồi trà sát lên vùng bị ảnh hưởng cho đến khi vùng đó chuyển sang màu đỏ hoặc thậm chí có thể nhìn thấy màu ẩn. Máu ẩn Lặp lại phương pháp điều trị này mỗi tuần một lần với hai lần trong một đợt điều trị. Nếu kiên trì, bạn sẽ có thể khỏi bệnh viêm da thần kinh cùng một số bệnh viêm nhiễm ngoài da khác như mụn nhọt, lở loét, nước ăn chân. Thứ ba, trị viêm họng. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy một vài lá mướp rửa sạch, đem dã nhỏ rồi thêm ít muối hạt và nước vào. Sau đó đem chất bỏ phần bã để lấy phần nước, dùng nước cốt này để uống hoặc ngậm mỗi lần một ít, ngày 3 đến 4 lần, giúp trị ho, ho có đờm viêm họng rất tốt. Tốt cho răng miệng, uống trà từ lá mướp phơi khô được xem là phương pháp làm trắng răng, trị hồi miệng và bảo vệ liếu rất tốt một số người lớn tuổi còn cho rằng thức uống này giảm đau răng, ngừa sâu răng. Còn một số bài thuốc trong y học cổ truyền trị bệnh răng miệng, nhất là chảy máu răng hoặc lợi từ lá mướp, đó là lá mướp đem phơi khô, đốt tổn tính, đốt cháy nhưng không để cháy thành cho, tán thành bột mịn hòa với đầu vừng, bôi lên chân răng sẽ giúp cải thiện tình trạng chảy máu. Thứ năm, điều trị bỏng. Trong cuộc sống, nhiều người có thể vô tình bị bỏng do nước sôi hoặc các vật dụng khác có nhiệt độ cao hơn. Trong trường hợp này, ngoài việc tìm kiếm sự chăm sóc y tế kịp thời, bạn cũng có thể sử dụng lá mướp. Lá mướp tươi rửa sạch nghiền lát đắp da có thể làm dịu vết bỏng rất nhanh. Nhanh lành thương, sau đó uống trà từ lá mướp khô còn giúp dịu da, làm đều màu da, giảm sẹo da vùng bị bỏng ở mức độ nhất định. Thứ 6. Chữa phù thủng phù thủng là tình trạng nước dịch trong cơ thể không thoát ra ngoài được mà tích tụ bên trong các mô của cơ thể, gây sưng, phù và đau nhức, thường gặp nhất ở phần chân dưới và bàn tay, bụng hoặc ngực. Lá mướp có khả năng chữa phù thủng khá hiệu quả. Dùng 15 gram lá mướp tươi, 10 gram cây ngũ vị cây cứt lợn, đem thái nhỏ, phơi hoặc sao khô, sau đó sắc lấy nước uống sử dụng liên tục trong 5 đến 7 ngày sẽ thấy hiệu quả rõ rệt tốt cho mắt. Quả mướp rất giàu vitamin A và lá mướp cũng vậy. Nhờ đó mà lá mướp cũng trở thành bài thuốc quý với mắt, giúp cải thiện thị lực. Ngoài ra lá mướp còn chứa chất mangan cùng một số chất chống oxy hóa khác, điều này giúp lưu thông máu tới mắt tốt hơn và chống mỏi mắt, giảm khô mắt, giảm nguy cơ mắc thoái hóa điểm vàng. Cách dùng lá mướp để bảo vệ mắt, cải thiện thị lực thường là sấy hoặc phơi khô rồi đun nước uống. Tuy nhiên bạn cũng có thể dùng lá mướp tươi để hãm trà nhưng nên chọn lá già và ít lông sẽ tốt hơn. Dưỡng trắng da trị mụn và làm mờ thâm nám. Lá mướp có tác dụng thành nhiệt tiêu viêm nên rất có tác dụng trong việc điều trị mụn nhọt, nhất là ở vùng da mặt. Bạn chỉ cần lấy và lá mướp rửa sạch dã lát, chắt lấy nước rồi dùng nước này bôi lên da sau khi làm sạch da. Tốt nhất là bôi vào buổi sáng sẽ giúp mụn trứng cá nhanh biến mất, làm mờ dần các sắc tố trên da giúp da mềm mịn trắng sáng hơn. Uống trà lá mướp khô hoặc lá mướp tươi đều đặn còn có thể tăng cường khí huyết, thúc đẩy trao đổi chất đồng thời cung cấp vitamin C và chất chống oxy hóa. Từ đó dưỡng da trắng hơn từ bên trong, giảm tác động của tia cực tím hoặc nhiệt độ cao tới làn da. Anh em nghe rõ một loại quả chua ngọt bán rẻ ở Việt, làm nhưng tốt ngang nhân sâm tổ yến, vừa hạ đường huyết vừa cải lão hoàn đồng hiệu quả. Loại quả này có thể ăn trực tiếp hoặc pha thành nước để trở thành món giải khác vô cùng thơm ngon vào những ngày nóng bức. Hàng năm cứ vào cuối xuân đầu hạ là thời điểm thu hoạch những trái dâu tằm chín rộ. Loại quả này khi chín có màu đỏ hoặc đen, ăn có vị chua chua ngọt ngọt và rất nhiều nước. Không chỉ là loại quả ăn chơi, dâu tằm tươi còn chứa hàng loạt các chất dinh dưỡng như 88% nước, 60% calo, 9,8% carbon. 1,7% chất xơ, 1,4% protein và 0,4% chất béo. Ngoài ra, dâu tằm còn chứa nhiều vitamin và các loại khoáng chất như vitamin C, sắt, vitamin K1, kali và vitamin E. Đây đều là những dưỡng chất tốt cho cơ thể. Chính vì thế, việc sử dụng dâu tằm đem đến một loạt những lợi ích sức khỏe tốt cho sức khỏe. Dưới đây là một số lợi ích điển hình của loại quả này: kiểm soát lượng đường trong máu. Dâu tằm chứa hợp chất một deoxysilazin chất ức chế một loại enzyme trong ruột phá vỡ carbon một loại đường làm tăng mức đường huyết nhanh chóng gây nguy hiểm cho những người bị bệnh tiểu đường vì vậy quả dâu tằm rất có lợi trong việc kiểm soát bệnh đái tháo đường hạ cholesterol cholesterol trong máu tăng cao có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim vì vậy nếu như bạn ăn hay uống nước từ dâu tằm sẽ giúp giảm chất béo dư thừa và giảm mức cholesterol. Ngoài ra, một số nghiên cứu chứng minh dâu tằm có khả năng làm giảm sự hình thành chất béo trong gan, ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ, tăng cường sức khỏe tim mạch. Uống nước chiết xuất từ dâu tằm thường xuyên sẽ giúp ngăn ngừa hiệu quả các vấn đề về tim mạch. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa, polyphenol hay flavlovol trong nước dâu tằm cũng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy cho hệ tim mạch phát triển khỏe mạnh giúp duy trì lưu lượng máu ổn định và ngăn ngừa các cơn đau tim đột quỵ, tăng cường hệ thống miễn dịch, hàm lượng vitamin C cao có trong dâu tằm giúp tăng cường sức khỏe đề kháng, chống lại các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài. Không chỉ vậy, nó còn giúp cải thiện hệ thống miễn dịch bằng cách kích hoạt đại thực bào thông qua thành phần alkalon có trong chúng. Đại thực bào là thành phần có trong hệ miễn dịch tự nhiên giúp tiêu diệt các tác nhân gây bệnh hỗ trợ chống lão hóa dâu tằm có thể hỗ trợ chống lại quá trình lão hóa giữ được vẻ trẻ trung và tươi tắn của làn da dâu rằm chứa ricedatron giúp bảo vệ da khỏi tia uv có hại dâu tằm còn giàu chất chống oxy hóa như beta caroten giúp vô hiệu hóa các gốc tự do gây hại cho da giảm lếp nhăn và đốm đồi mồi Dâu tằm cũng cung cấp vitamin A, C và E, có hiệu quả trong việc làm giảm lếp nhăn, tăng cường xương chắc khỏe và rất nhiều căn bệnh khác. Cuối cùng, chúc bạn và gia đình giàu có khỏe mạnh, hạnh phúc nhé!